Xin chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ nhắc lại một số cái kiến thức cơ bản mà các bạn đã học trong môn trước đó là môn nhập môn lập trình. Chúng ta sẽ nói sơ qua về những cái thành phần cơ bản của C++. Thì đối với một cái cấu trúc chương trình của C++ như các bạn đã biết thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái dòng lệnh khá là đặc biệt. Thì những cái dòng lệnh mà bắt đầu bằng cái hashtag này nó được gọi bằng một cái tên, đó là những chỉ thị tiền xử lý ha. Và các bạn có thể có nhiều cái thể loại chỉ thị tiền xử lý khác nhau, và trong trường hợp này các bạn đang thấy là một chỉ thị tiền xử lý tên là include. Nó được dùng để các bạn tái sử dụng những cái thư viện đã có sẵn hoặc là những cái thư viện các bạn đã viết. Và đối với một cái cấu trúc chương trình cơ bản, các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái hàm, mà hàm này gần như là bắt buộc phải có, hàm đó là hàm main. Và hàm main thì nội dung bên trong các bạn có thể thấy là nó là một danh sách các cái dòng code mà các bạn phải viết cho chương trình của mình. Thì ở đây tôi có nốt lại cho các bạn một số cái ý quan trọng mà chúng ta nói nãy giờ. Thì đối với cái chỉ thị tiền xử lý mà hồi nãy có đề cập với các bạn á, thì chúng ta có những loại chỉ thị tiền xử lý nào. Thứ nhất, chúng ta có chỉ thị tiền xử lý include. Cái này là dùng để lấy cái mã nguồn từ những cái file khác mà các bạn có để đưa vào cái mã nguồn mà chúng ta đang xử lý. Và các bạn có những chỉ thị tiền xử lý khác, ví dụ như là define, undefine ha. Thì những chỉ thị tiền xử lý này có thể giúp cho các bạn làm gì? Nó có thể giúp cho các bạn định nghĩa các cái hằng số, cũng như nó có thể hỗ trợ các bạn định nghĩa các cái macro ha. Và có một cái chỉ thị đặc biệt là pragma mà các bạn thỉnh thoảng khi các bạn dùng trong ngôn ngữ này, các bạn có thể thấy xuất hiện, đặc biệt là đối với những bạn mà hay xài Visual Studio trên Windows thì hay thấy cái chỉ thị này. Thì chỉ thị này là một cái chỉ thị đặc biệt cho trình biên dịch. Và thường thì đối với các bạn mới nhập môn, các bạn mới bắt đầu, có thể các bạn không quan tâm lắm tới chỉ thị này. Thì tôi lưu ý với các bạn là chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến hai nhóm chỉ thị đầu. Đó là hai cái nhóm chỉ thị rất là mạnh và được sử dụng gần như là khắp nơi trong cái ngôn ngữ lập trình này. Thì đối với các ngôn ngữ lập trình khác, các bạn cũng sẽ thấy là người ta cũng có những cái cách khác nhau để include những cái thư viện cũng như là định nghĩa các cái hằng số vân vân. Thì mỗi ngôn ngữ nó sẽ có những cái cách hơi khác khác nhau một tí, nhưng mà về cơ bản những cái tính năng mà chúng ta thấy là sẽ xuất hiện ở một cái dạng khác nhau mà thôi ha. Hai cái tính năng quan trọng nhất mà các bạn thấy ở đây. Rồi. Thì nói đến cấu trúc của chương trình thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có những cái định nghĩa biến toàn cục. Thì ở đây biến toàn cục là cái gì? Biến toàn cục là một cái biến mà các bạn sẽ thấy là nó có thể được nhìn thấy bởi bất kỳ cái đoạn mã nào trong bất kỳ cái file mã nguồn nào nằm trong chương trình của mình là mình đều có thể thấy được. Hả? Và ngoài ra trong chương trình của các bạn thì các bạn cũng có thể định nghĩa thêm những cái cấu trúc, những cái lớp và những cái hàm. Hả? Thì có một cái khái niệm nữa mà các bạn cần lưu ý trong cái cấu trúc chương trình, đó là tên, không gian tên, gọi là namespace. Thì không gian tên này là cái mà các bạn có thể dùng để đóng gói những cái module thư viện mà các bạn đang sử dụng. Và một cái biểu hiện cụ thể của namespace này chính là cái mà các bạn thấy ngay lúc đầu trong cái file mã nguồn này. Đây, std. STD là viết tắt của standard ha. Nó là một cái namespace mà trong đó nó đóng gói lại tất cả những cái hàm của những cái thư viện chuẩn mà C++ cung cấp cho các bạn. Chưa nào. Rồi. Thì khi chúng ta viết cái code bình thường mà không có cái dòng lệnh using namespace này, thì các bạn sẽ thấy là các bạn phải viết trước cái sin và cout tất tần tật các cái biến nè, các cái hàm nằm trong cái namespace này đều phải được bắt đầu bởi std 2.2.
để nói rằng là gì, là tôi có một cái biến tên là CL nằm trong cái namespace là standard. Nhưng mà nếu như các bạn có cái dòng lệnh là using namespace standard này rồi thì nó sẽ tự tìm cái CL này ở trong cái namespace standard nếu có. Cho nên các bạn sẽ yên tâm là các bạn không phải phải làm cái chuyện là viết code nó khó hiểu ha. Rồi, đó là cái công dụng của việc using xài cái câu lệnh là using namespace. Ngoài ra thì trong cấu trúc chương trình các bạn sẽ thấy là một cái cấu trúc tổng quát các bạn sẽ bao gồm gì? Include nè, thường thấy, đúng chưa? Định nghĩa các cái cấu trúc dữ liệu mà các bạn cần cho chương trình. Định nghĩa các cái hàm mà các bạn cần có, khai báo các cái biến toàn cục và sử dụng namespace. Đây là những cái cơ bản ha. Và các bạn sẽ có thể định nghĩa những cái biến cục bộ bên trong một cái thân hàm nào đó. Và code của các bạn thì có thể có nhiều loại code, đúng không? Rồi, thì đối với ngôn ngữ lập trình C++ này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có hai cái thiết bị nhập xuất chuẩn, đó là CL và CIN. Thì CL là dùng cho việc xuất, thì xuất thiết bị xuất chuẩn ở đây của các bạn sẽ là console ha. Và khi bạn đọc thì các bạn cũng sẽ đọc từ cái thiết bị xuất cái thiết bị nhập xuất chuẩn đó là cũng là từ console luôn, và cụ thể trong trường hợp này là từ cái keyboard của các bạn ha. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái đoạn code khá là đơn giản để giúp cho các bạn đọc ghi. Thì lưu ý ở đây chúng ta sẽ có hai cái toán tử quan trọng mà các bạn nhìn thấy trong cái ngôn ngữ này. Khi các bạn xuất ra, các bạn sẽ sử dụng cái toán tử này để xuất ha, trên cái dòng xuất là CL. Và để nhập thì các bạn sẽ sử dụng toán tử này để xuất trên cái để nhập trên cái dòng CIN ha. Thì khá là đơn giản đúng không nào? Và các bạn sẽ lưu ý thêm một điều nữa, đó là gì? Đó là việc nhập và xuất này các bạn có thể làm nhiều toán tử liên tục. Ví dụ như các bạn thấy cái dòng lệnh này. Vì sao mà lại viết như thế này được? Để tôi giải thích cho các bạn như thế này. Ví dụ như các bạn viết CL. Sorry. CL. A. B. Thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ thực hiện cái toán tử CL A này trước, tức là nó sẽ xuất ra màn hình cho bạn là trên cái màn hình console là chữ A trước. Và sau đó nó sẽ trả về cho các bạn một cái đối tượng, và đối tượng đó chính là CL. Và như vậy cái thao tác thứ hai mà các bạn làm lúc này sẽ là CL. Cho này. CL B. Và cái thao tác này sẽ cho các bạn một cái outcome, đó chính là xuất ra màn hình B. Và nó cũng sẽ trả về cho các bạn cũng chính là, oh sorry, chính là CL luôn ha. Thì đó là lý do tại sao một cái câu lệnh dài như thế này các bạn có thể xuất nhiều thứ ra màn hình. Lý do là vì vậy, được chưa nào? Rồi, ngoài ra thì trong code của các bạn có thể chú thích. Chú thích là một cái thành phần rất là quan trọng giúp cho các bạn lập trình tốt và rõ ràng hơn, không chỉ cho các bạn đọc hiểu code của mình mà các bạn còn có thể giúp cho đồng nghiệp của mình, giúp cho những người làm trong dự án của mình có thể hiểu mình đang làm cái gì ha, và chia sẻ code cũng như là co-work với nhau. Thì có hai loại chú thích trong ngôn ngữ này, đó là chú thích một dòng hay còn gọi là single line comments. Thì nó là cái gì? Các bạn có thể bắt đầu bằng cái dấu này và các bạn viết tất cả những cái mà bạn muốn ghi chú từ đó trở về sau. Được chưa? Cái đó gọi là single line comments. Tuy nhiên là đôi khi các bạn sẽ muốn viết nhiều cái dòng chú thích và cái việc mà viết như thế này nó không có tiện lắm, thì các bạn có một cái loại nữa mà chúng ta có được hỗ trợ trong ngôn ngữ này, đó chính
block comments, thì các bạn sẽ thấy là cái block comment nó sẽ bắt đầu giữa cái suyệt sao này và đóng bởi sao suyệt. Ví dụ như đây, các bạn sẽ thấy là tất cả những cái bắt đầu từ đây trở đi cho đến cuối của cái dấu sao suyệt này sẽ là comment. Thì những cái comment này sẽ là những thứ mà trình biên dịch sẽ bỏ qua, trình biên dịch sẽ không dịch, nó không quan tâm, được không nào? Rồi, ngoài ra thì khi các bạn viết code, các bạn cũng sẽ phải viết code theo style. Thì phần này tôi sẽ không có thời gian để nói đây, nên các bạn chịu khó các bạn tham khảo thêm, hoặc là chúng ta có thể thảo luận trên lớp. Thì những cái phong cách lập trình nó sẽ tuân thủ theo quy chuẩn của một cái tổ chức nào đó. Các bạn tham gia vào một cái tổ chức thì họ sẽ đưa ra cái quy định cho các bạn là nên viết code như thế nào cho đúng. Ví dụ như lùi đầu dòng bao nhiêu, rồi ví dụ như quy tắc đặt tên là viết hoa, viết thường như thế nào, thì đều có quy định hết nha. Cho nên các bạn thấy là viết code không chỉ đơn giản là muốn viết gì thì viết, không có viết bừa được nhé. Lùi đầu dòng là một trong những thứ căn bản nhất mà các bạn phải biết. Rồi, về biên dịch chương trình thì các bạn sẽ thấy là biên dịch chương trình các bạn có thể sử dụng các cái môi trường lập trình chuẩn IDE như là Studio, Visual Studio, Xcode hoặc là KDE, IDE, Eclipse, v.v. Rất là nhiều. Các bạn có thể dịch dùng C, GCC hoặc C++ nếu như các bạn muốn. Và nếu như có thời gian chúng ta sẽ thảo luận qua về cái này, CMake, một cái hệ thống build khác mà nó rất là mạnh cho những cái dự án mà các bạn sẽ thấy là lập trình đa nền tảng, hoặc là thậm chí là những dự án lớn, càng lớn thì càng cần những cái hệ thống build mà có khả năng tự cấu hình flexible ha. Rồi, chúng ta nhắc qua những cái vấn đề về biến và kiểu dữ liệu. Thì trong ngôn ngữ này, như các bạn đã được học trong môn trước, đã có giới thiệu sơ qua cho các bạn rồi, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có khái niệm về biến. Biến ở đây là gì? Biến chẳng qua là một ô nhớ thôi. Như vậy cái ô nhớ này nó sẽ lưu trữ giá trị. Như vậy các bạn sẽ thấy trong cái dòng lệnh này chúng ta có một cái biến tên là age, và chúng ta có cái kiểu là kiểu integer, được không nào? Rồi, khá là đơn giản. Và các bạn có thể lưu một cái con số nào đó, ví dụ là số 30 này trong cái ô nhớ đó. Và về kiểu dữ liệu thì trong C++ cung cấp cho các bạn hai loại kiểu dữ liệu. Một là kiểu dữ liệu cơ bản, thì các bạn có integer, character, float, boolean, vân vân. Thì đó là những cái kiểu dữ liệu cơ bản, nó không thể chia nhỏ hơn được nữa. Một cái dạng kiểu dữ liệu hai là cái kiểu dữ liệu trừu tượng do người dùng định nghĩa. Thì có nghĩa là đôi khi các bạn có nhu cầu các bạn định nghĩa thêm các cái dữ liệu mới. Ví dụ như là các bạn định nghĩa một cái cấu trúc nào đó tên là sinh viên, thì và trong một cái cấu trúc sinh viên đó thì có mã sinh viên, có tên, vân vân. Đó là một cái cấu trúc dữ liệu trừu tượng mà các bạn tự định nghĩa ha. Rồi, như vậy thì nói về những cái kiểu dữ liệu mà cơ bản trong ngôn ngữ này, thì các bạn có thể thấy trong cái list này chúng ta có khá nhiều. Và trong đó có boolean là kiểu dữ liệu về luận lý, nó chỉ lưu hai giá trị là true, false ha. Và có kiểu dữ liệu character, thì đối với kiểu dữ liệu character này nó lưu các cái ký tự. Thì ký tự về cơ bản thì các bạn sẽ thấy nó là ký tự ASCII nằm trong bảng mã, và cái tầm giá trị của nó sẽ là từ 0 cho tới 127 ha. Nhưng mà một điều các bạn cần lưu ý ở đây đó là nó chiếm 1 byte trên bộ nhớ, cho nên thực ra về cơ bản nó chỉ là một con số thôi. Ký tự chẳng qua là một con số thôi, được không nào? Rồi, như vậy cái này là... Xin lỗi. Ví dụ như boolean này là 1 byte. Lưu ý nha, mặc dù là boolean là giá trị luận lý true false, nó có thể được biểu diễn bởi một bit thôi, nhưng mà cái đơn vị nhỏ nhất mà các bạn được khai báo cho một ô nhớ là byte. Cho nên là đối với kiểu dữ liệu luận lý này thì các bạn chỉ có một byte thôi. Kiểu ký tự các bạn cũng chỉ có một byte thôi. Kiểu integer là kiểu số nguyên. Kiểu này thì khá là phổ biến, và kiểu này là
4 bài. Đây nè. Float là số thực độ chính xác đơn. Hả? Thì cũng 4 bài. Double là số thực độ chính xác kép. Double thì 8 hoặc là 10 bài. Cái này tùy vào hệ thống và trình biên dịch nha. Cái này có nhiều trình biên dịch họ định nghĩa cái kích thước của double khác nhau. Tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là 8. 10 thì tôi không thấy phổ biến lắm, chủ yếu là 8 thôi ha, lưu ý chuyện đó. Rồi chúng ta có một cái kiểu dữ liệu khá là đặc biệt mà các bạn nên lưu ý ở đây. Đó là kiểu dữ liệu void. Void không đại diện cho bất kỳ cái kiểu dữ liệu nào hết. Nó không lưu trữ bất kỳ giá trị nào hết và nó không có cái gì hết. Được chưa? Và cái kiểu dữ liệu void character này là một cái kiểu dữ liệu mở rộng. Nó được dùng để lưu các cái ký tự mà đặc biệt. Ví dụ như các bạn muốn xuất ra hoặc là nhập vào những cái ký tự Unicode chẳng hạn thì các bạn có thể cần đến void character này. Tuy nhiên trong hầu hết những cái demo mà chúng ta sẽ làm ở đây chúng ta sẽ không cần tới cái này cho nên tôi sẽ lướt qua. Rồi, nói về kích thước bộ nhớ thì như tôi có liệt kê trong cái bảng này các bạn có thể tham khảo thêm ha. Thì tầm giá trị nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Nó sẽ phụ thuộc vào kiểu của dữ liệu và dữ liệu đó là có dấu hay không dấu. Thì nếu như có dấu thì ví dụ như đối với kiểu character thì nó sẽ nằm từ trừ 127 tới 127. Nhưng mà nếu như không dấu thì các bạn sẽ có tầm giá trị của nó là từ 0 tới 255. Được chưa? Rồi. Và tương tự với các con số khác. Rồi. Các bạn có thể dùng một cái hàm đặc biệt trong cái ngôn ngữ này. Hàm đó tên là psyop. Thực ra cái này gọi là hàm cũng không đúng. Nó được gọi là một cái toán tử trong ngôn ngữ. Nó được dùng để lấy kích thước của một kiểu dữ liệu nào đó. Ví dụ như các bạn thấy là tôi có thể lấy kích thước của character ra để kiểm chứng trên cái hệ thống của tôi là nó bao nhiêu. Thì character luôn luôn là 1 byte rồi, integer là 4 byte như các bạn có thể tham khảo ở trên cái hình này ha. Rồi. Ngoài ra thì về việc khai báo biến thì có những cái quy tắc sau đây mà các bạn nên theo dõi ha. Thứ nhất, các bạn muốn khai báo một biến thì cái đầu tiên quan trọng bắt buộc phải có đó là kiểu của biến. Cái thứ hai bắt buộc phải có đó là tên biến. Được chưa? Và ngoài ra các bạn có thể khai báo thêm những cái khác. Thì những thứ mà tôi để trong cái dấu đóng mở ngoặc này á, đóng mở ngoặc vuông này, thì nó là option. Có nghĩa là có cũng được, không có cũng được ha. Thì ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy là tôi có thể khai báo ở đây hai biến kiểu integer, tên của cái biến đó là i và j. Được chưa? Thì hai cái biến này là hai cái biến cùng kiểu và được cách nhau bởi dấu phẩy. Đúng không nào? Biến thứ ba tôi khai báo là biến x có kiểu dữ liệu là số thực. Tuy nhiên là cái điều đặc biệt ở đây là x này giá trị của nó được khởi động ban đầu là 0.5. Các bạn sẽ lưu ý ở đây, lúc này giá trị của i và j là không biết nha. Nhiều bạn sẽ nói là tại sao là không biết, em khai báo trên Visual Studio bình thường xong em chạy lúc này em cũng thấy nó là không. Các bạn hãy chú ý, cái chuyện mà nó bằng không không phải là do ngôn ngữ định nghĩa, mà cái chuyện nó bằng không đó là do cái trình biên dịch của bạn nó tự thêm cái phần khởi động một cái giá trị mặc định là không cho cái biến đó. Còn khi các bạn viết integer ig như thế này thì mặc nhiên về nguyên tắc các bạn không được giả định nó là giá trị không, nó có thể là bất kỳ. Và điều này đặc biệt sẽ xuất hiện rất là nhiều trên các cái hệ thống Linux và Unix. Tại sao như vậy? Tại vì cái này là do cái tính hiệu quả. Nếu như các bạn bắt buộc phải khởi trị mỗi khi các bạn phải khai báo biến thì cái thời gian mà xử lý cái thao tác của các bạn sẽ rất là lâu. Nhưng mà nếu như các bạn chỉ khởi trị cái nào cần thiết, còn những cái nào chưa cần thiết thì
khi nào dùng mới khởi trị thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó là lý do khi bạn khai báo biến thì các bạn có thể khởi trị hoặc không khởi trị. Thì trường hợp thứ hai là trường hợp đã khởi trị. Được chưa nè? Rồi, cái ví dụ thứ ba mà các bạn thấy ở đây, department name là một cái biến. Biến đó có kiểu là con trỏ ký tự. Và con trỏ này sẽ trỏ đến một cái chuỗi là BKCSE. Được chưa? Và cái biến này có một cái option là hằng. Nghĩa là gì? Nghĩa là con trỏ này không được thay đổi địa chỉ. Thì ở đây mà giải thích cho các bạn trước khi các bạn biết về con trỏ thì hơi khó, nhưng mà tôi cho các bạn biết một số thông tin để các bạn hiểu cái cách đọc ha. Rồi, ở đây chúng ta có một cái từ khóa là volatiles. Thì cái từ khóa này tương đối đặc biệt, thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái này sau trong một cái dịp khác ha. Đây là một cái từ khóa mà có thể đối với các bạn và hầu hết mọi người là hơi hiếm. Nhưng mà nếu như các bạn đứng ở góc độ là tối ưu hóa thì các bạn sẽ thấy cái này quan trọng. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có những cái luật về khai báo biến như các bạn tham khảo đây. Thì khai báo biến, tên biến sẽ không được phép có những cái ký tự đặc biệt. Nó chỉ có thể có ABCD, các số từ 0 tới 9, gạch dưới. Nó không được có khoảng cách, không có cái dấu chấm phẩy các kiểu. Được chưa? Và lưu ý đối với ngôn ngữ C cộng cộng này thì các cái tên là case sensitive, có nghĩa là nó phân biệt hòa với thường. Tức là cái này nghĩa là A này, B này, AB này sẽ khác hoàn toàn với chuyện bạn biết AB này, khác hoàn toàn với chuyện bạn biết là AB này. Được chưa? Đây là bốn biến hoàn toàn khác nhau, không dính dáng gì với nhau hết. Thì cái case sensitive này nó phụ thuộc vào ngôn ngữ. Ví dụ như Python cũng là case sensitive đó. Cho nên các bạn sẽ thấy là khi các bạn sử dụng một ngôn ngữ nào đó thì các bạn phải đọc cho kỹ ngôn ngữ đó là case sensitive hay là non sensitive. Được chưa? Rồi trong các cái từ khóa mà các bạn thấy các bạn thấy các cái từ khóa mà tôi liệt kê dưới này, thì hầu hết các từ khóa mà tôi để màu đỏ là những từ khóa mà các bạn xài gần như 90%, 99% trong tất cả các chương trình hả? Và những cái từ khóa màu xanh thì ít có phổ biến hơn. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy một số từ khóa khá là mới, bắt đầu từ những cái chuẩn C++ mới sau này. Ví dụ như từ khóa auto này hả? Thì tôi cũng không khuyến khích các bạn sử dụng cái từ khóa này. Tuy nhiên sau này các bạn có thể cần. Thì phần sau chúng ta sẽ nói tiếp về output format.